Chào các bạn đã trở lại với kênh Đất Phương Nam nha. Bữa nay mình xuống kênh này mình cắm công nha các bạn. Kênh này là kênh Lung Bèo các bạn. Mình cắm hồ trùng vắng các bạn. Mùa nước qua giờ đào trùng vắng hơi khó, đào có mưa nay nữa không biết còn trùng cắm không. Rồi trùng nóc gì nữa các bạn. Rồi hôm nay đi cảnh. Sao quá nha. Rồi mình cắm nha các bạn. Giờ này 5:30 các bạn. Ở đây cũng là nằm về xong cái bé rồi sẻ kinh ngõ các bạn. Mình cắm đây dài chỏng rồi khoảng 9 hoặc 10 giờ mình nhổ về luôn. Trên ruộng lúa đây mới sạn các bạn, ngày có 7 ngày. Mình theo mấy cống với hối là mình cắm. Giờ mới bơm nước xả lúa rồi, dữ lắm mũi các bạn, tối mũi lắm luôn. Rồi mình cắm mấy kinh này dài chảnh các bạn. Cắm hút kinh này khoảng cây ngoài số vậy. Mình cắm mấy xong nha các bạn. Giờ này cũng 7 giờ. Mình bơi trở lại. Rồi. Đây có dính con mà ơi. Gót nè. Thế mình trả lại nha các bạn. Rồi. Mình bơi dài coi thử có dính không mà thấy dính được con thôi. Nãy dính nó rô mà mình không rõ. Các bạn ạ. Tiêu cần luôn. Cần này không nhớ chỗ gửi xong hàng rồi đó. Cái gì vậy? Cái chè. Còn chè vào. Để nó nhái ra. Lấy nhái ra để nó chết. Lấy cái xô ra cánh để vô nước nó chết trùng. Nó cắm còn được ít con nữa mà. Nó hết rồi. Qua nước rồi cái trùng giờ xuống sâu quá, khó đào quá. Mua giờ không có nữa, giờ tự kiếm rồi. Rồi, được con đầu tiên đây. Trả lại cho được con. Rồi 9 giờ mình mới nhổ mà, 9 giờ, 9 giờ rưỡi vậy. Mới 7 giờ, còn 2 tiếng rưỡi nữa. Rồi móc cộng lại các bạn. Thấy cái xa đằng kia dính cần mà. Không dính còn cá kia. Được chứ rồi. Nãy dính cái gô mà không gỡ rồi thấy cái chê mình gỡ các bạn. Rồi này dính cái gì đây. Cái gô bạn ơi. Không gỡ luôn đi. Còn mòn rồi. Đó. Sửa lại cách. Rồi cảnh thấy nhiều cần nữa bạn ơi. Cái gì đây? Cái gì mà thủ à? Ồ, nhiều chữ nha, lâu dữ nha.
mới trả lại không thấy có lý nha. Ồ, cái chè, một chút cái chè đúng rồi, họ chè trắng đẹp luôn, chè này nhỏ nha mày cũng được. Im ơi, mình xin chào các bạn nha. Giờ này 9:30 rồi, mình đi cuốn câu về nha các bạn. Nãy giờ cuốn hai cần chưa dính. Nãy gỡ ba con mà hồi nãy có ông anh ông nhậu các bạn, rồi cho ông nhậu rồi, ông bơm nước rồi ông nhậu không mồi á, mình cho luôn rồi bắt đầu lại. Rồi cần nó dính luôn rồi, nay mình quay cần nào dính mình quay cho bạn xem các bạn, để mình quay 40 cần nó dài quá. Bữa nay mình cầm 40 cần trước chín rồi bạn ơi, lâu cần quá trời rồi. Mấy giờ nhỏ cũng cả chục cần nữa bạn. Cần này bữa nay mình cắm đầu tiên là có mấy người đi thì xịt quá. Bữa nay thắt à. Ồ, cái gô à. Cái gô. Con đầu tiên cái gô bạn. Cú cá rô. Qua mùa nước rồi, gô ốm mà. Chú gô. Rồi cảnh nó dính đó bạn. Cắn ngọn trước dễ nhìn hơn mình, chiều cánh cầm rồi cũng quan sát câu được. Cái gồ đúng không, lâu rồi nướng nướng này gồ nó không gồ các bạn, gồ nướng nướng này đây rồi. Rồi, đó nó dính rồi nè. Rồi nó dính rồi. Cá gì mà nó te vậy? Giả thứ cái gì vậy? Ô, cái chê, giật, giật, giật. Giật, giật. Tôi chắc đây. Nãy giờ dở rồi. Cái chục cần các bạn. Vụt luôn hả? Trời ơi, nếu mà không vợ thì đi thấy không? Rồi, mười mấy cần các bạn. Kiếm được con cá chê. Hai cái gô. Rồi, chưa dính lại. Ồ, lâu dữ rồi. Chắc chốt nữa quá. Ô lộn. Cái gô dằn nước ướt nhẹp mà bọc bè vậy nè. Ô cái chê phải chê xíu mà cái gô chứ nhảy dăng dăng trên luôn. Cái này vô cái chê ký không thời gian này ký. Rồi cảnh nó dính nữa bạn ơi. Cái cá bự nhỏ đây. Cần thắng băng kìa. Ồ, ồ, im cái này. Có lý ạ. Lặn dữ rồi. Trời ơi, vớt vô ngược luôn. Hay thì chết. Vớt cá mà vớt ngược luôn. Cá tự chạy dính luôn.
đây. Được 3 chê nha các bạn. Nó giống như chê nhỏ thôi. Nó con này bự. Chị trắng nó con chua. Trở tay luôn. Ồ, dính các bạn. Cái con rô nữa quá. Cái rô hả? Một chút cái rô vào. Ồ, bắt chê hết trơn. Bắt càng luôn. Quá trời. Rồi, chú rô ba. Rồi, dính nó vào. Rồi, mới lưng từng cái rô nữa rồi. Chê hả? Rồi, cái chê ba. Chê nhỏ, nhỏ đại. Rồi, chú cái chê. Nó được hai mấy cân nữa ba. Mới dính được con chê này là con chê thứ tư. Cái dê nữa dính thêm vài con đủ nó chuột anh ơi. Chúng nó dính đó bạn, cá nhẹ quá như sao đâu. Chắc cá rô quá. Cái chê hả? Ồ, cái chê vào. À, dính cái trắng mà được bự nữa bạn. Được 5 con rồi, chứ được nửa ký nữa. Nãy nhỏ con đóng mới dính được mấy con mà. Đây, không im mà. Nó đó dính con mà. Là dữ. Dính cái chê, cái này dính cái chê trắng nó nhỏ. Cái rô cũng nhỏ. Ồ, chê nữa. Một lứa luôn. Thêm một chú nữa mày. Về đủ rồi canh này đó. Tấm dư rồi canh này canh ơi. Kiếm đủ rồi canh cái hết dính rồi. Rồi, nhìn chữ bạn ơi. Bụt bình kìa. À, cái này bụt bình, cái này hút cái này. Đó, ướt nhẹp kìa. Quá đã. Cái chê cà quá luôn, cà nẩu quá ha. Ác luôn. Cái bự. Quá đã. Chị cà bá luôn rồi, mới nói đây tới liền. Chị bị sướng nè. Thứ nào chưa nói đây. Ngon quá. Rồi tiếp tục coi. Thắng băng luôn rồi.
không biết chín không đây, không băng luôn rồi. Ồ dính. Ồ chú keo hả? Rồi chú có lóc. Ồ chú queo rồi. Chết mà còn queo luôn. Rồi chú có lóc nha. Ngọt nước chết rồi, quấn dưới sướng à, dư nồi à. Ô dính rồi bà ơi, cái răng lên gì vậy? Chè rồi, được một chú cá nữa rồi. Rồi cá chê ló gâu luôn rồi, rồi rồi ló gâu rồi. Ồ, nghĩ rõ lên sao? Ồ, chơi gà bá giật lên đúng không? Đi một cá, hủng luôn. Dở lên đó. Dở lên khỏi luôn á. Chú có chê nữa mà. Sướng sướng à, như đây. Rồi ướp đọt nó lại. Khúc này có lý nha, khúc này chất quá. Ồ, cá lóc. Ồ. Chú cá lóc bà ơi. Còn sống nè, cái lóc kia nó bị ngọt. Chú có lóc phải không? Cũng ngon này. Cũng sắp hết câu nha bạn, còn chắc khoảng chục cân nữa hết rồi. Ồ, cần mập sát luôn mà. Không biết em gì đây. Rồi những cái khủng cảnh. Rồi đi vô bạn. Lâu quá mà kêu một câu dữ luôn. Còn cần hết mà. Hôm nay hơi thất à. Thế nào? Rồi, từ cuối cùng không dính luôn mà. Rồi, bữa nay được chưa các bạn? Chắc khoảng 1 ký. Một khoảng 1 ký, hơn 1 ký một chút. Rồi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Gặp lại các bạn trong các video sau nha. Các bạn thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để cho động lực cho hai anh em mình làm nữa các bạn.